Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của LaptopAZ và lại là mình đây. Ở trong video lần trước thì mình và các bạn đã cùng nhau thảo luận và ghi ra những cái tiêu chí các chúng ta cần phải quan tâm khi mà chọn mua một chiếc laptop để hoạt động ở trong lĩnh vực multimedia. Nếu như các bạn chưa xem thì các bạn có thể xem lại, mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả. Còn nếu như các bạn xem xong rồi mà vẫn đang còn có những câu hỏi dạng kiểu như là thế không biết cụ thể một chiếc máy như thế nào thì đáp ứng được những cái tiêu chí kể trên, hay là ví dụ như mình đang thích một chiếc máy này thì nó có đáp ứng được những cái tiêu chí mà chúng ta đã đề ra hay không, thì để cho cụ thể hơn, hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn 5 mẫu máy với tầm giá là từ 20 cho đến 25 triệu mình đã chọn ra, và theo mình thấy thì nó đáp ứng được khá là đủ những cái yêu cầu cũng như là thực hiện tốt những cái công việc mà chúng ta cần phải sử dụng khi mà hoạt động ở trong cái lĩnh vực multimedia này. Thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo 5 mẫu máy của mình liệt kê ra dưới đây, và chỉ cần chọn một chiếc máy có những tính năng hay là cấu hình tương tự thì các bạn có thể sử dụng tốt rồi. Và 5 mẫu laptop hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho các bạn, đầu tiên đó là chiếc Dell Precision 7510, thứ hai là chiếc Dell Precision 5510, tiếp theo là chiếc EVOO Gaming 15, thứ tư là chiếc ROG Strix G512 và cuối cùng là chiếc Lenovo Legion 5. Và đến với chiếc máy đầu tiên là chiếc Dell Precision 7510. Dell Precision 7510 là một chiếc máy rất là cao cấp đến từ thương hiệu Dell. Thế nhưng vì nó đã được ra mắt từ một khoảng thời gian cũng khá là lâu rồi cho nên hiện nay nó đang có một mức giá rất là tốt. Chỉ với khoảng độ 22 triệu thôi các bạn đã có một mức cấu hình là i7 6920HQ, 16GB RAM, 512GB SSD, cùng với đó là chiếc card Quadro M2000M rất là mạnh. Chiếc máy này thì có hai option màn hình để cho các bạn có thể lựa chọn. Option đầu tiên là 45% NTSC và option thứ hai là có giải 72% NTSC. Thì như chiếc máy mình đang có ở đây là có option màn hình là 45% NTSC thì mình thấy là chất lượng hiển thị của chiếc màn hình này cũng khá là tốt. Hơn nữa thì là một sản phẩm rất là cao cấp của Dell cho nên độ hoàn thiện của chiếc máy này cũng có thể nói là cực kỳ tốt ở trong tầm giá khoảng độ 23 triệu khi mà máy được hoàn thiện bằng kim loại. Cho nên build của máy rất là chắc chắn, không hề có hiện tượng flex hay là bản lề của máy thì cũng không hề mang đến cái cảm giác là bị ọp ẹp hay là cái độ dơ của bản lề thì nó cũng rất là ít. Cổng kết nối của chiếc máy này thì cũng rất là đầy đủ. Mình có nhìn sơ qua ở đây thì tất cả những cổng kết nối mà các bạn cần để đáp ứng cho nhu cầu công việc, để thiết kế với những cái thiết bị bên ngoài ấy, thì chiếc máy này đều có thể cung cấp đầy đủ được cho các bạn cả. Và trong quá trình mình sử dụng ấy thì mình thấy hiệu năng của chiếc máy này là rất là tốt, cực kỳ là bền bỉ cũng như là ổn định. Xung nhịp của máy được giữ ở mức rất là cao trong một thời gian khá là dài. Và tản nhiệt của máy lại là cái phần mà làm mình khá là bất ngờ khi mà nó giữ cho nhiệt độ của chiếc máy này chỉ rơi vào khoảng độ loanh quanh 80 độ C đối với những tác vụ mà mình làm, có thể đánh giá là cũng khá là nặng đấy. Thì mức nhiệt độ này là mức nhiệt độ đối với một chiếc laptop là khá là mát rồi. Và trong quá trình sử dụng ấy thì quạt tản nhiệt của chiếc máy này quay cũng rất là êm. Mình sử dụng một chiếc máy này trong một thời gian dài, quạt tản nhiệt có kêu nhưng mà mình không cần phải sử dụng tai nghe bởi vì tiếng quạt nó không gây ảnh hưởng cũng như là không gây mất tập trung đối với mình quá là nhiều. Và đặc biệt nữa thì khả năng nâng cấp của chiếc máy này là cực kỳ tốt. Nó có tới tận 4 khe RAM nên các bạn có thể nâng tới là 32 thậm chí là 64GB RAM tùy vào nhu cầu của các bạn nữa. Và tuy là nó đáp ứng được những cái nhu cầu mà chúng ta đã đặt ra đấy và những cái tiêu chí mà chúng ta đặt ra thì nó vẫn hoàn toàn có thể là đánh chiến rất là tốt. Thế nhưng mà nếu như là mình ấy là không phải là một người chơi hệ game ấy thì có lẽ là mình sẽ không chọn chiếc máy này để bỏ vào ba lô đâu, bởi vì nó khá là to và nặng. Cụ thể là nó nặng tới 2,79kg cơ. Việc mang một quả tạ gần 3 cân sau lưng như thế thì mình cảm thấy nó không được thoải mái cho lắm. Và tổng thể nữa thì thiết kế của chiếc máy này theo như mình thấy thì nó hơi bị out meta so với năm 2020 một chút. Bởi vì là chiếc máy này cũng được ra mắt từ khá lâu rồi cho nên cái viền màn hình của nó vẫn còn khá là dày. Và tổng thể máy thì nó cũng không có cái độ, không được trẻ trung năng động như những cái chiếc máy mà ra mắt vào năm 2020 hiện nay. Chiếc máy này thì rất là phù hợp đối với những bạn nào mà làm nhiều đối với những tác vụ 3D, sử dụng các cái phần mềm như là Katia này, 3DS Max này, Maya, Blender, hay là các bạn phải render liên tục trong một khoảng thời gian dài, bởi vì là tính bền bỉ cũng như là ổn định của chiếc máy này rất là cao. Thế nhưng nếu như các bạn không làm việc quá là nặng này và các bạn lại muốn chiếc máy của mình nó dễ di chuyển hơn, nó đẹp hơn ấy, thì mình xin giới thiệu các bạn đến một mẫu máy nữa. Mẫu máy thứ hai mình muốn giới thiệu là một người anh em cùng cha khác ông nội với chiếc Dell Precision 7510, và chính là chiếc Dell Precision 5510. Đến với chiếc máy thứ hai là chiếc Dell Precision 5510. Ở trong cùng một tầm giá với chiếc 7510 ấy, thì chiếc máy này cho bạn một cấu hình khá là tương đương, cũng là i7 6820HQ này, 16GB RAM, 512GB SSD. Chiếc card thì yếu hơn một chút là card Quadro M1000M. Thế nhưng mà chiếc máy này bù lại thì lại có một cái màn hình rất là đẹp, lên đến hơn 90% sRGB, và độ sáng ở ngoài trời của nó thì cũng ở trên mức là 300 nits. Thậm chí là nó còn có cả option màn hình 4K dành cho bạn nào mà muốn có một chiếc màn hình sắc nét để tiện cho các công việc giải trí. Và là một phiên bản rút gọn của chiếc Dell 7510 ấy, thì chiếc máy này khá là nhẹ, chỉ rơi vào khoảng độ 1,7 kg và có độ dày chưa đến 2 cm. Hơn nữa thì chiếc touchpad của chiếc máy này cũng là một chiếc touchpad được like của dòng XPS, cho nên là việc checking ở trên chiếc touchpad này thì thực sự là rất là sướng. Nó được phủ kính nên là cái cảm giác khi mình chạm tay vào thì nó rất là mượt và rất là mịn. Và với thiết kế mỏng nhẹ và đẹp và thời trang như thế thì hoàn toàn theo mình các bạn có thể dùng chiếc máy này để làm thành một món trang sức cũng được. Rất là tiện cho các bạn khi mà thường xuyên phải ra ngoài làm việc này, thường xuyên phải đem máy đi theo mình và phải di chuyển rất là nhiều nữa. Nhưng mà đánh đổi lại, với một thiết kế mỏng nhẹ như thế thì các bạn sẽ phải hy sinh đi một số cổng kết nối. Cổng kết nối trên chiếc Dell 5510 này thì không được nhiều như là chiếc 7510. Và cộng với đó nữa là việc máy mỏng nhẹ hơn ấy, thì tản nhiệt của nó cũng không quá là khỏe, không quá là tốt như chiếc 7510 vừa rồi. Khi mà mình sử dụng những cái tác vụ nặng ấy, thì nhiệt độ của chiếc máy này nó sẽ rơi vào khoảng 90 độ C. Tuy rằng là chiếc máy vẫn hoạt động rất là ổn định, thế nhưng mà về lâu về dài với một mức nhiệt khá là cao như thế thì mình nghĩ là nó sẽ gây ảnh hưởng đến chiếc máy. Vậy nên là chiếc máy này theo mình thấy thì nó rất phù hợp với những bạn mà làm thiên về đồ họa 2D này. Các bạn làm đồ họa 3D hay là render thì ở mức các project ở mức tầm trung ấy thì chiếc máy này vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được. Còn nếu như các bạn làm nặng thì mình không khuyến cáo là các bạn sử dụng chiếc máy này đâu, bởi vì tản nhiệt của nó không được tốt cho lắm. Sau hai mẫu máy đầu tiên mình vừa giới thiệu ấy, nếu như các bạn nói là các bạn là một người không quá thiên về làm việc và các bạn muốn là có một cái sự cân bằng giữa cả công việc và giải trí ấy, thì mình xin giới thiệu các bạn một mẫu thứ ba, đó chính là chiếc EVOO Gaming 15. Chiếc máy này là một chiếc laptop gaming trong tầm giá 23 triệu thì cung cấp cho bạn một cấu hình rất là cao, i7-9750H, 16GB RAM, 512GB SD, cộng với đó là chiếc card GTX 1660 Ti. Nếu như các bạn không cần dùng quá nhiều đến sức mạnh của chiếc GTX 1660 Ti thì có thể chọn một option thấp hơn, đó là chiếc card GTX 1650. Ở trong tầm giá 23 triệu thì mình thấy màn hình của chiếc máy này nó khá là vô đối. Khi mà 23 triệu mà các bạn có một chiếc màn hình 15 inch Full HD, tấm nền IPS, tần số quét rất là cao, 144Hz, cộng với đó một giải màu cực kỳ tốt, 98% sRGB và độ sáng trên 300 nits. Delta E của máy cũng chỉ ở mức là 1.86 thì với một chiếc màn hình tốt như thế này ấy, thì chiếc máy này rất là phù hợp để cho các bạn làm những cái tác vụ liên quan đến chỉnh sửa hình ảnh này, hay là các bạn chỉnh sửa màu sắc mà không hề lo là việc thành phẩm cuối cùng in ra nó sẽ bị quá sai lệch màu so với lúc các bạn chỉnh sửa ở trên máy. Và cũng là một chiếc laptop gaming cho nên bàn phím của chiếc máy tính này có một hành trình phím theo mình thấy khá là sâu. Khi gõ và nhập liệu thì cũng rất là tốt. Phần kê tay của chiếc máy này thì được phủ một lớp cao su non nữa, cho nên khi là kê tay lên làm việc thì thấy khá là êm tay chứ không hề bị cấn giống như là một số các mẫu máy khác. Thế nhưng mà những cái tính năng ưu việt mà nó mang lại ở trong tầm giá này ấy, thì các bạn cũng phải đánh đổi rằng là nó vẫn có một số điểm mà mình thấy chiếc máy này được làm chưa được tốt cho lắm. Đó là đầu tiên là về phần hoàn thiện của chiếc máy này, theo mình thấy nó chỉ ở mức tạm ổn thôi. Ở trong tầm giá thì theo mình thấy nó là tạm ổn. Bản lề của chiếc máy này thì khá là yếu và SSD của chiếc máy này thì lại khá là chậm, và khi mà các bạn chuyển những cái file lớn ấy thì nó khá là nóng, và nó sẽ nóng ở ngay cái phần mà các bạn hay đặt tay ở ngay chỗ phím cách ấy. Đối với những ai mà hay ra mồ hôi tay ấy thì cái trải nghiệm này nó sẽ rất là khó chịu. Và một điều nữa có thể khiến các bạn rất là lăn tăn khi mua chiếc máy này, đó là nó đến từ một thương hiệu khá là xa lạ. Chiếc máy này thì đến từ thương hiệu Walmart, là một thương hiệu bán lẻ rất là lớn của Mỹ, thế nhưng mà ở Việt Nam thì lại rất là ít người biết đến. Cho nên là các bạn cũng sẽ có những câu hỏi băn khoăn về việc là linh kiện xách tay hay là hỏng hóc thì có dễ sửa chữa hay không. Tuy nhiên thì tại cửa hàng LaptopAZ thì vẫn bảo hành chiếc máy này cho các bạn lên tới đó là 12 tháng. Cho nên là nếu như khi mua máy về mà có bất kỳ một lỗi nào liên quan đến phần cứng ấy thì các bạn hoàn toàn có thể mang ra cửa hàng để được xử lý một cách nhanh nhất. Và theo như mình thấy thì chiếc máy này cực kỳ phù hợp với những bạn nào làm thiên về đồ họa 2D này, hay là làm video editing đối với bộ phần mềm Adobe ấy, bởi vì là sử dụng chip của Intel nên là việc có thêm tính năng Intel Quick Sync ấy, nó sẽ giúp các bạn có những cái trải nghiệm làm việc rất là nhanh cũng như là rất là mượt mà. Và thậm chí là kể cả làm 3D ở mức tầm trung, chiếc máy này vẫn có thể xử lý được rất tốt. Và đặc biệt với một tần số quét cao như thế thì nó đem lại cho các bạn khả năng cân bằng ở trong lúc mà các bạn chơi những cái tựa game nữa cơ. Thì chiếc EVOO Gaming đã đem lại cho chúng ta rất là nhiều thứ rồi. Thế nhưng các bạn lại là một người cần chiếc máy của bạn có một thiết kế hoàn thiện chắc chắn hơn, và các bạn không quan tâm đến việc là cân nặng của nó nặng quá hay là như thế nào cả, thì mình xin giới thiệu các bạn đến một mẫu máy thứ tư, đó chính là chiếc ROG Strix G512. Cùng là tầm giá mức 23 triệu đối với ba chiếc máy mình vừa liệt kê ra thì chiếc máy này có một cấu hình theo mình thấy cũng khá là ổn. i5 10300H này, RAM 8GB này, 512 SSD, cộng với đó là chiếc card GTX 1650 Ti. Rất là đáng tiếc khi mà màn hình của chiếc máy này tuy cũng có một tần số quét rất là cao, thế nhưng giải màu của nó chỉ ở mức tầm trung. Các bạn chỉ có một cái màn hình với giải màu là 64% sRGB này, độ sáng chỉ mức 2.82 nit và cái độ sai lệch màu delta E ở tận là mức 2.7 cơ. Bù lại thì năm nay trên dòng ROG thì Asus đã trang bị tất cả đều là được sử dụng keo tản nhiệt kim loại lỏng. Thế cho nên là trong quá trình sử dụng thì chiếc máy này hoạt động rất là ổn định và rất là mát. Quạt tản nhiệt của chiếc máy này theo mình cảm thấy là vì nó không cần phải làm việc nhiều cho nên nó quay rất là êm. Và việc chiếc máy này chỉ có một giải màu ở mức độ tầm trung ấy thì các bạn hoàn toàn có thể khắc phục bằng cách là mua một chiếc màn hình rời này, hoặc là đơn giản nhất các bạn chỉ cần cân lại màu cho chiếc máy này thôi thì đã có một khả năng hiển thị có thể nói là tốt hơn khá là nhiều rồi. Và hơn nữa thì chiếc máy này là thuộc dòng ROG của Asus cho nên dòng ROG năm nay họ đã loại bỏ đi cam rồi. Cho nên là nếu như các bạn là người phải thường xuyên phải họp hay là học hành online ấy, thì việc không có cam sẽ là một điểm trừ khá là lớn đối với các bạn. Nhưng mà bù lại thì chiếc máy này lại đem đến cho các bạn một độ hoàn thiện cực kỳ tốt ở trong tầm giá. Tuy cũng là nhựa thế nhưng mà nó được hoàn thiện cực kỳ là chắc chắn này. Giải LED của chiếc máy này thì theo mình thấy Asus làm cũng rất là đẹp. Và hơn nữa thì dòng ROG năm nay cũng được trang bị keo tản nhiệt kim loại lỏng cho nên là chiếc máy này hoạt động rất là mát. Và quạt tản nhiệt của chiếc máy này thì mình cảm giác như là nó hoạt động rất là ít cho nên nó quay cũng rất là êm. Mình thấy nó còn êm hơn cả chiếc Dell Precision 7510 cơ. Trong quá trình làm việc thì tiếng quạt của chiếc máy này gần như không ảnh hưởng tới bất kỳ một cái công việc hay là làm cho mình mất tập trung trong quá trình mình làm việc cả. Và nhìn chung ấy thì chiếc máy này rất là phù hợp cho những cái bạn nào mà cần sự cân bằng giữa là giải trí cũng như là công việc, với một chất lượng build, chất lượng hoàn thiện cũng như là độ ổn định rất là tốt như thế. Thì nó hoàn toàn có thể giúp cho các bạn xử lý tốt những cái tác vụ liên quan đến video editing này, làm đồ họa 3D ở mức tầm trung đối với những cái phần mềm của bộ phần mềm Adobe này, hay là các cái phần mềm 3D như là Maya này, Katia, Blender này. Và game thì với chiếc card GTX 1650 Ti nó vẫn có thể chiến được hầu hết các cái tựa game online hiện nay. Thế, theo mình thấy như thế là đủ để cho các bạn vừa có thể là giải trí cũng như là làm việc một cách khá là hiệu quả rồi. Và sau 4 mẫu máy mình vừa kể có 2 mẫu máy chạm này và 2 mẫu laptop gaming thì các bạn có thể thấy là 2 mẫu máy chạm hay là 2 mẫu laptop gaming mình vừa kể thì có mẫu thì lại nặng quá, có mẫu nhẹ quá thì lại thiếu đi chỗ này chỗ kia, chất lượng build lại không được tốt. Thế nếu như các bạn cần một sự cân bằng hoàn hảo giữa cả chất lượng build hay là cân nặng thì các bạn hoàn toàn có thể chọn mẫu máy thứ 5 mình sắp giới thiệu, đó chính là chiếc Lenovo Legion 5. Chiếc Lenovo Legion 5 này thì cấu hình của nó bắt đầu ở mức chỉ trên 20 triệu một tí thôi, các bạn đã có cấu hình là Ryzen 5 4600H này, 8GB RAM, GTX 1650 và 512GB SSD. Màn hình của chiếc máy này thì cung cấp cho các bạn tới 2 option để cho các bạn có thể lựa chọn. Đều là màn hình 15,6 inch Full HD sử dụng tấm nền là IPS, thế nhưng các bạn có thể lựa chọn giữa một màn hình có giải màu tầm trung là 65% sRGB và độ sáng là 266 nits, delta E ở mức 1.93, hoặc có thể lựa chọn option màn hình lên tới là 100% sRGB. Trong mức giá từ 20 đến 25 triệu thì chiếc máy này đem lại cho các bạn một CPU là 6x12 luồng. Theo mình thấy thì 6x12 luồng vẫn rất là ổn để cho các bạn có thể làm được những cái tác vụ đồ họa ở mức cơ bản, tầm trung, thậm chí là nặng một chút, nó vẫn có thể cân được. Tản nhiệt của máy thì cũng rất là tốt. Anh review đã có làm những cái video đánh giá chiếc máy này qua những cái bài test game rồi hay là những cái bài benchmark rồi thì chiếc máy này có một nhiệt độ chỉ loanh quanh ở mức khoảng độ 80 đến 85 độ C khi mà chơi những cái tác vụ game nặng kéo dài ấy. Và chất lượng hoàn thiện của chiếc máy này cũng rất là tốt. Tuy chỉ được làm từ nhựa thôi, thế nhưng mình thấy là chiếc máy này vẫn được build rất là cứng cáp này. Bàn phím không có hiện tượng flex và bản lề cũng không bị ọp ẹp hay là cũng không bị rung rinh quá nhiều. Cổng kết nối của chiếc máy này thì cũng rất là đầy đủ, có đầy đủ tất cả các cổng từ USB-A này, USB-C này, HDMI, hay thậm chí là có cả cổng mạng RJ45 dành cho các bạn nào mà cần phải chơi game với một cái tốc độ mạng rất là nhanh. Nghe thì rất là hoàn hảo đấy, thế nhưng mà bản thân chiếc máy này vẫn đang có một số điểm khiến cho mình chưa được ưng lắm. Đặc biệt là việc phiên bản 100% sRGB của nó hiện nay gần như là đang khan hàng tại hầu hết tất cả các cửa hàng trong cũng như là ngoài nước. Rất là khó để có thể tìm mua được cái phiên bản này. Và tốc độ render của nó theo như một số các cái bài test chúng mình có làm ấy thì nó hơi thua thiệt so với con chip Intel một chút. Thế nhưng mà nếu như các bạn chỉ là một người làm hay là học tập ở mức độ vừa phải ấy, thì gần như là không cảm nhận được cái sự khác biệt này. Nên theo mình đánh giá thì chip AMD Ryzen vẫn là một lựa chọn khá là tốt. Đánh giá chung thì với một cái giải màu rất là tốt này, cấu hình rất là khỏe này, chất lượng build cũng ở mức gọi là rất là tốt ở trong tầm giá ấy, thì hoàn toàn phù hợp cho với các bạn nào làm về đồ họa 2D này, làm về video editing này, làm về 3D tầm trung này. Tuy là có thua kém so với Intel một chút, thế nhưng mà theo mình đây cũng không phải là vấn đề. Các bạn sẽ gần như không thể nhận ra trong quá trình sử dụng. Tổng kết lại thì trên đây mình vừa giới thiệu cho các bạn 5 mẫu laptop trong tầm giá từ 20 đến 25 triệu mà theo mình thấy là đáp ứng rất là tốt những cái tiêu chí ở video lần trước mình đã đề ra để các bạn có thể yên tâm mà hoạt động trong lĩnh vực multimedia. thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo được một trong 5 mẫu máy ở kể trên. Nếu như các bạn vẫn đang còn những cái điều băn khoăn hay có những câu hỏi nào thêm muốn hỏi bọn mình ấy, thì hoàn toàn có thể để lại một comment ở dưới phần bình luận. Chúng mình sẽ cố gắng giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn. Các bạn cũng đừng quên like, share, subscribe cho kênh LaptopAZ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.